Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Trần Sĩ Tâm của mình. Gặp lại các bạn trong lòng cảm là vui. Và ngày hôm nay mình xin mang những kiến thức mình biết được trong khoảng thời gian làm YouTube để mình trải lòng, mình chia sẻ cho tất cả bạn cùng biết nha. Và ngày hôm nay Trần Sĩ Tâm cảm thấy rất là vui mừng khi Trần Sĩ Tâm đã bật được tính năng kiếm tiền cho cái cô Mất TV, mà bây giờ tên kênh của cô đã được đổi thành Mất Channel. Mà lý do tại sao thì Trần Sĩ Tâm sẽ nói cho tất cả các bạn biết trong video ngày hôm nay nha tất cả các bạn nha. Thì cô Mất TV á, làm về đề tài chia sẻ cuộc sống, chia sẻ những bài thuốc hay mang lại giá trị cuộc sống. Cô đăng tải video rất là đều, cả mấy trăm video liên tiếp, nhưng mà YouTube cứ đề rằng là đang xem xét hoài. Thì ra rằng có lý do mà YouTube xem xét mãi cái kênh đó mà không bật tính năng kiếm tiền. Đó chính là cái tên kênh của cô đã làm ảnh hưởng đến cô. Và cái điều quan trọng ở đây rằng là cái wifi nhà cô, đó chính là cái địa chỉ IP rất là xấu. Do cô kinh doanh khách sạn nên thường xuyên là những vị khách giảng lai ra vào khách sạn, truy cập vào những trang web đen, những trang web bị virus, dẫn đến cái IP wifi nhà cô rất là xấu, nên cô mãi bị YouTube xem xét kênh mà không bao giờ YouTube bật tính năng kiếm tiền. Và sau khi mà cô Mất TV gặp Trần Sĩ Tâm một lần nữa thì Trần Sĩ Tâm khẳng định rằng nội dung của cô Mất TV phù hợp với tất cả nhà quảng cáo và nội dung mang lại giá trị người xem. Lý do là bị vi phạm vào tên kênh và địa chỉ wifi IP nhà cô. Và Trần Sĩ Tâm đã chuyển cái kênh đó sang một kênh thương hiệu mới và đặt cho cô một cái tên kênh mới, đó chính là Mất Channel. Và sau 3 ngày thì cái kênh của cô Mất TV, tức là Mất Channel, đã được bật tính năng kiếm tiền sau 3 ngày nha tất cả các bạn. Và ngày hôm nay Trần Sĩ Tâm sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn cái cách chuyển kênh chính sang kênh thương hiệu mới, đặt tên kênh mới, xóa bỏ URL kênh để được YouTube xem xét một lần nữa. Và bây giờ các bạn nhìn vào màn hình để các bạn biết cách mà các bạn làm nha. Và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cái cách để các bạn khắc phục cái tình trạng là gửi đơn xét duyệt kiếm tiền hoài tháng này qua tháng nọ mà YouTube không bao giờ bật tính năng kiếm tiền cho tất cả các bạn hết nha. Mà YouTube đề rằng là đang xem xét và đang xem xét nha tất cả các bạn nha. Thì điều này rất là buồn, trong khi các bạn làm nội dung content, nội dung tự sáng tạo mà tại sao YouTube không bao giờ trả lời thư cho tất cả các bạn. Mặc dù YouTube đã khắc phục tình trạng đó bằng chính sách mới, nhưng mà vẫn không bật tính năng kiếm tiền cho tất cả các bạn nha. Thì ngày hôm nay Trần Sĩ Tâm đã bật được tính năng kiếm tiền cho cô Mất TV, và mình thấy cách này hiệu quả, mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn nha. Để mà thực hiện được cái cách để mà được YouTube xem xét kênh một lần nữa thì bắt buộc các bạn phải nhớ rằng các bạn phải xóa bỏ được cái URL kênh gốc của các bạn nha. Xóa bỏ URL kênh này. Và sau khi xóa bỏ URL kênh này xong thì các bạn chuyển kênh chính của các bạn sang một kênh thương hiệu mới, hoặc chuyển kênh thương hiệu này sang một kênh thương hiệu khác và đặt lại tên kênh. Ví dụ như mình là Trần Sĩ Tâm Official thì các bạn có thể đặt rằng là Trần Sĩ Tâm TV, Trần Sĩ Tâm Channel, tùy như các bạn nha. Các bạn đặt tên kênh của các bạn thành một cái tên kênh mới nha tất cả các bạn nha. Và sau khi mà các bạn đã chuyển sang một kênh thương hiệu mới rồi đó thì lúc đó YouTube sẽ xem xét kênh của các bạn một lần nữa nha. Để mà làm được thì hôm nay Trần Sĩ Tâm sẽ hướng dẫn chi tiết cho tất cả các bạn nha. Đầu tiên là các bạn phải xóa bỏ URL kênh nha tất cả các bạn nha. Để xóa bỏ URL kênh, các bạn bấm vào biểu tượng này nè, biểu tượng hình của các bạn nha. Các bạn bấm vào ảnh đại diện của các bạn nè, rất là đơn giản. Và các bạn nhớ giùm cho mình là lúc nào các bạn cũng phải chọn là trang web dành cho máy tính nha tất cả các bạn nha. Điều này rất là quan trọng khi các bạn sử dụng trình duyệt web Google Chrome để mà làm việc trên thiết bị điện thoại của các bạn, thì các bạn phải bấm vào ba chấm này và các bạn chọn trang web cho máy tính, bắt buộc là như vậy. Các bạn muốn vào YouTube Studio phiên bản mới cũng vậy, các bạn phải chọn trang web dành cho máy tính nha. Và sau khi các bạn bấm vào chọn trang web dành cho máy tính sẽ hiện ra giao diện như thế này, và các bạn bấm vào chữ X bỏ đi thì các bạn kéo xuống dưới đây thì các bạn sẽ thấy rằng là có cái phần URL tùy chỉnh. Các bạn bấm vào đây để sửa nha các bạn nha. Và các bạn bấm vào dấu X ha, và các bạn bấm OK là các bạn đã xóa được cái URL kênh của các bạn rồi nha. Ở đây kênh của mình là hợp pháp và hợp lệ nên mình không cần phải xóa nha tất cả các bạn nha. Nếu như của các bạn thì các bạn xóa rồi, các bạn bấm OK nha tất cả các bạn. Rồi bây giờ mình quay trở lại và mình sử dụng một cái tài khoản khác để mình chuyển kênh chính sang kênh thương hiệu cho tất cả các bạn cùng xem nha. Để mà chuyển được kênh chính sang một kênh thương hiệu khác hoặc chuyển một kênh thương hiệu này sang một kênh thương hiệu khác thì bắt buộc các bạn phải chọn trang web dành cho máy tính. Nếu như các bạn đang sử dụng máy tính thì các bạn không cần phải chọn như thế này nha. Ở đây là mình đang hướng dẫn trên thiết bị điện thoại là phải chọn trang web dành cho máy tính nha tất cả các bạn nha, thì mới ra được cái giao diện như thế này. Và sau khi mà các bạn đã chọn trang web dành cho máy tính rồi, các bạn bấm vào cái biểu tượng này nè,
biểu tượng kênh của các bạn nha. Các bạn bấm vào bánh răng cho mình thì lúc đó sẽ ra một cái giao diện như thế này. Thì nếu như một cái kênh thương hiệu thì nó sẽ có cái mục là thêm hoặc xóa người quản lý, còn kênh chính thì các bạn không có được cái mục thêm hoặc xóa người quản lý nha. Các bạn bấm vào á, cái mục thêm hoặc xóa người quản lý nó không có ra cái quyền manager này nha tất cả các bạn nha, không ra cái mục quản lý quyền này nha tất cả các bạn. Chỉ có kênh thương hiệu các bạn mới có được cái mục quản lý quyền này thôi. Mình trở lại, để mà chuyển một kênh chính sang kênh thương hiệu khác hoặc chuyển kênh thương hiệu này sang kênh thương hiệu khác thì các bạn bấm vào thêm hoặc quản lý các kênh của bạn. Các bạn bấm vào đây thì ở đây á là sẽ ra một cái giao diện như thế này ha các bạn ha. Ở đây các bạn sẽ thấy dấu cộng này và đề rằng là tạo kênh mới nè. Và sau khi các bạn bấm vào á thì sẽ ra một cái giao diện mới như thế này. Thì các bạn chỉ việc là đặt một tên kênh thương hiệu mới nha tất cả các bạn nha, để các bạn chuyển cái kênh chính của các bạn sang kênh thương hiệu mới này. Ví dụ mình đặt sẽ là Sĩ Tâm Vlog. Các bạn nhớ dùm cho mình tên kênh của các bạn là các bạn không được đặt có dấu nha, sẽ tốt cho tất cả các bạn hơn. Các bạn đặt có dấu sẽ gây ảnh hưởng sau này rất là nhiều nha tất cả các bạn nên đặt không dấu nha. Và sau khi đã tạo được cái tên kênh như thế này, các bạn bấm vào tạo nè. Các bạn bấm Google Chrome, bạn chọn tiếp Google Chrome. Thì sẽ ra một cái kênh thương hiệu mới sẽ mang tên là Sĩ Tâm Vlog nha các bạn nha. Và các bạn thoát ra màn hình và các bạn vào lại Google Chrome và các bạn vào lại cho mình là YouTube Studio để các bạn vào được cái giao diện như thế này. Đây là cái kênh Sĩ Tâm Vlog mới vừa đặt nha các bạn nha. Và bây giờ là các bạn chỉ việc là chuyển kênh chính của các bạn sang kênh thương hiệu này thôi. Thì các bạn bấm vào bánh răng này, các bạn bấm vào cái kênh chính của các bạn. Và bây giờ các bạn sẽ chuyển cái kênh chính của các bạn sang kênh thương hiệu mới. Mình bấm vào cái bánh răng này và sẽ ra cái giao diện như thế này. Thì các bạn bấm vào cài đặt nâng cao này. Mình làm chậm cho tất cả các bạn xem nha. Và các bạn chuyển kênh sang tài khoản thương hiệu khác. Đây các bạn sẽ thấy dòng màu xanh này, các bạn bấm vào nè. Thì Google sẽ yêu cầu các bạn là nhập lại mật khẩu, thì các bạn nhập lại mật khẩu nha. Sau khi nhập mật khẩu xong các bạn đồng ý. Và sau khi các bạn nhập xong mật khẩu sẽ ra một cái giao diện như thế này nha tất cả các bạn nha. Thì các bạn xác định là cái tài khoản thương hiệu của các bạn mới vừa tạo nè, của mình là tạo Sĩ Tâm Vlog nha. Các bạn nhớ tài khoản này. Và bây giờ các bạn sẽ chuyển cái kênh A của các bạn sang một cái tài khoản thương hiệu mới nha tất cả các bạn nha. Mình làm chậm cho tất cả các bạn nha. Mình sẽ bấm vào tài khoản thương hiệu nè. YouTube sẽ hỏi mình rằng là bạn có chắc chắn muốn chuyển sang một cái tài khoản thương hiệu mới hay không, là mình sẽ phải xóa đi cái tài khoản chính của mình để mình chuyển sang tài khoản thương hiệu mới. Thì toàn bộ nội dung bên tài khoản chính sẽ chuyển sang tài khoản thương hiệu mới nha. Mình bấm vào xóa kênh. Và như vậy các bạn bấm vào di chuyển. Các bạn di chuyển nữa. Và các bạn chờ đợi. Mình khuyên các bạn rằng hãy lựa một cái địa điểm wifi cực mạnh để các bạn làm thao tác này nha. Tại vì rất là nguy hiểm, nếu như làm giữa chừng mà wifi bị ngắt, có thể là các bạn sẽ bị mất kênh nha tất cả các bạn. Các bạn cần chú ý là phải lựa một địa điểm wifi tốt để các bạn thực hiện cái hành động đó là chuyển kênh chính sang kênh thương hiệu hoặc chuyển kênh thương hiệu này sang kênh thương hiệu khác nha các bạn nha. Và sau khi đã hoàn tất các bạn bấm OK. Và sau khi hoàn tất xong thì các bạn chỉ việc vào lại YouTube của các bạn nha. YouTube ở đây mình có cái mã lệnh này, các bạn có thể search theo mã lệnh này để vào cho nhanh nha các bạn nha. Và đây là cái tài khoản thương hiệu mới của mình nha tất cả các bạn, Sĩ Tâm Vlog nè. Mình bấm vào thì ở đây đã được đổi thành là Sĩ Tâm Vlog và giữ lại tất cả những nội dung của các bạn hết luôn. Và URL tùy chỉnh á, nó sẽ không được bật nha tất cả các bạn. Thì lúc đó là YouTube lại xem xét kênh của các bạn một lần nữa nha. Ở đây là mình không có cái kênh nào mà để đủ 1.000 người đăng ký để mình thị phạm cho tất cả bạn xem. Mình chỉ lấy một cái kênh rác của mình để mình thị phạm cho tất cả bạn xem thôi nha. Thì các bạn cứ làm như thế này là hoàn tất. Và các bạn chỉ việc là vào lại cái YouTube Studio phiên bản mới
để các bạn xem cái kênh của các bạn sẽ xem xét một lần nữa nha tất cả các bạn nha. Và nãy giờ thì Trần Khải Tâm cũng đã mang hết những kiến thức mà Trần Khải Tâm biết được trong khoảng thời gian làm YouTube để Trần Khải Tâm trải lòng chia sẻ cho tất cả các bạn cùng biết. Và bây giờ Trần Khải Tâm dừng cái video này tại đây. Trần Khải Tâm kính chúc các bạn luôn luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Những điều tốt đẹp nhất sẽ luôn dành tặng cho tất cả các bạn. Và ngày hôm nay Trần Khải Tâm thật sự may mắn khi được các bạn quan tâm và yêu mến. Trần Khải Tâm hứa sẽ cố gắng ra thật nhiều video mang lại giá trị cho tất cả các bạn. Và bây giờ bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha.